Tự nhiên nghe câu hỏi này xong cái thằng tao cũng hơi giật mình, tại vì đây là một cái câu hỏi mà tao nghĩ là nó là một cái chủ đề đằng sau rất là nhiều những cái cuộc trao đổi trên mạng xã hội hoặc là cả trao đổi thường nhật cũng vậy, là chúng ta hay đặt cái vị trí hoặc là cái label, cái nhãn mác về người người nổi tiếng ra để chúng ta bàn luận rất là nhiều là liệu họ sẽ phải đạt những cái tiêu chuẩn nào hay là sống theo những cái chuẩn mực nào thì nó mới xứng đáng với lại cái vị trí hoặc là cái danh hiệu đó chẳng hạn. Nhưng mà về cá nhân Thảo Tâm thì Tâm cảm thấy là người nổi tiếng dù họ nổi tiếng tới cách nào thì họ cũng là một con người, và đối với Thảo Tâm thì cái việc mà chúng ta tham gia vào cái thị trường nghệ thuật thì đó cũng là ngành nghề và công việc của chúng ta, nhưng mà ngoài ra thì chúng ta còn là những còn nắm những cái vị trí lớn hơn như thế, chúng ta là những người mẹ nè, những người con nè, những người anh chị em trong gia đình, và chúng ta cũng có những cái mối quan hệ nằm ngoài cái công việc nữa. Và tôi nghĩ là bộ phim Fanti á, nó là một cái bộ phim có nhiều lớp lang hơn chỉ là một bộ phim chỉ kể về những tác hại của mạng xã hội, mà bản thân việc sử dụng cái mạng xã hội để nói về những cuộc sống nằm ngoài mạng xã hội á, thì tâm cảm thấy nó rất là gần với lại một cái phép ẩn dụ mà nó nằm ở trong một cái phiên bản tên trước của bộ phim, là lúc trước thì bộ phim có tên là Mặt nạ Fenty nên đi nhỉ. Thì tâm cảm thấy là khi mà chúng ta tham gia vào cuộc đời này thì chúng ta có rất là nhiều cái mặt nạ khác nhau, nó hơi giống như một cái thuyết của Irving Goffman về cái chuyện là khi mà chúng ta bước lên một cái sân khấu của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái vai trò khác nhau. Thì mỗi người khi mà đã có một cái vai trò rồi thì dù vai trò đó là gì thì mình vẫn sẽ có cái nhiệm vụ là phải thể hiện cái vai trò đó thật là tốt, dù đó là vai trò của một người nổi tiếng hay là một người bình thường ở trong cái cuộc sống bên ngoài của mình. Tôi nghĩ là như thế. Và tôi nghĩ là cái sự cân bằng đó nó không phải là cái có thể đạt được hay không, mà là đó là một cái nghiễm nhiên mà mình phải gánh vác. Cảm ơn Thảo Tâm với những chia sẻ đó.